Hello, xin chào tất cả các bác. Trong clip tối hôm qua lên sóng thì em có giới thiệu các bác về một lô vang X12 Pro, một dòng vang số đang rất là hot trên thị trường hiện nay với cái mức giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Bên Vũ đang bán mức giá là 3.600.000 các bác nhé, 3.600.000 một con đó. Đây là số điện thoại của Minh Vũ các bác nhé. Anh em có thể kết nối qua hai số máy đây hoặc là ấn nút đăng ký kênh. Đó, ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những mặt hàng mới bên em về cập nhật. Đây, hôm qua lên sóng quay livestream thì nó cảm giác là nó không được sắc nét lắm. Hôm nay để ngoài trời ánh sáng nó đủ, em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Khi các bác đi mua cái gì, nếu đồ điện tử, đó, chúng ta phải xem linh kiện bên trong này. Đấy. Chứ còn cái bên ngoài của nó ấy, thì bên ngoài ấy, in cái tên gì chẳng được. Đó, tem mác nó đơn giản lắm các bác nhé. Đây là model mới nhất năm 2022 các bác nhé, model mới nhất năm 2022. Và bên em bán cam kết hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng là 90 ngày các bác nhé. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày. Đó. Về hình thức, con này rất là đẹp. Ở mặt đằng trước nó có 1, 2, 3, 4 cái nút. Nút này là cái nút gọi nhanh các bác nhé. Đấy, nếu các bác sử dụng trực tiếp ở trên đây thì các bác có gọi nhanh ở đây. Hoặc đây những cái nút căn chỉnh cái con vang này, anh em có thể căn chỉnh bằng tay hoặc là chỉnh bằng phần mềm. Dòng vang này thì chỉnh rất là dễ. Con này cái tem logo của nó này, đây super tune này, đấy ZC Lao 90. Có nhiều bác hỏi em là tại sao nó không phải là cái dòng ZK 880. Thực tế là cái tên cái tem này nhá, mình in được đấy, mình in được cái tên tem này không thiếu thôi nhá. Khi các bác đi mua hàng em cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều rồi, chúng ta phải xem ở bên trong nội thất. Thì còn cái tên cái tem này đừng chỉ nhìn một cái tên với cái tem làm cái gì. Đây em còn tháo cả ốc cho nó xem. Đây, quay nốt về phần đằng sau ấy. Đây nha, các bác nhìn kỹ giúp em quay full HD đấy. Đây là mặt đằng sau nhá. Đó, mấy cái tem mã vạch mã viết này thì cũng đừng để ý làm gì. Đây chẳng qua công ty nó có như nào nó dán vào thì em quay các bác xem thôi. Đằng sau cổng quang này. Đấy, cổng quang optical này. Toàn bộ chân rắc ca lông ba chân đường ao này nhá, đều bằng chân đồng hết nhá. Đấy, toàn bộ bằng chân đồng vàng chóe luôn. Đây. Và chân bông sen này nó cũng bằng mạ đồng luôn các bác nhá, mạ vàng luôn nhá. Đó. Rắc sáu ly cũng vậy. Đấy, các bác nhìn kỹ giúp em. Đó. Con này có tất cả là 8 đường ao nhá. Đấy. 6 đường ca lông ba chân và 2 đường bông sen. Đường in 1 và in 2. Đằng sau thì cái bản của X12 Pro thì con này nó sử dụng là 4 đường mic ở đằng sau, còn cái dòng bản thường ấy thì nó sẽ chỉ sử dụng hai lỗ mic thôi. Đây, còn đây là cái phần nội thất của nó. Đấy các bác nhìn này, nếu để mà nói cái dòng vang số thì em phải thừa nhận là X12 ở cái phần linh kiện của nó không khác gì một cái thành phố thu nhỏ, nhìn quá là khủng khiếp luôn các bạn, quá là đẹp. Các bác nhìn này, đó, nó đẹp, nó sắc nét từng chi tiết một. Chưa có một con dòng vang nào có cái phần linh kiện nó lại chất gấu như dòng vang X12 Pro này. Đó. Các bác nhìn nhá. Đây mấy cái tem tiếc này cũng đừng để ý làm gì, quan trọng nhìn nó, nhìn vào linh kiện này. Đấy. Và đây là con chip giải mã DSP của Mỹ, Analog Device 21489. Đó, chip này là chip quá là gấu rồi các bác nhìn. Cái con chip nó đóng vào nó nét căng như soli như thế này cơ mà. Đó. Và đây, con này thì nó sử dụng IC giải mã như cái dòng X12 thường và X12 hàng bãi ấy, thì nó sử dụng con AKM. Đó. Thì sang đời cao cấp hơn như thế này, con này nó sử dụng là dòng ESS. Để các bạn nhìn này. Đấy. Toàn bộ là IC cao cấp nha các bác nhá. Đấy, IC chân dày đặc quá luôn. Các bác nhìn theo không? Và tủ gốm, tủ hóa của nó này. Các bác nhìn này, không khác gì một cái thành phố thu nhỏ luôn. Nếu để bình chọn vào trong những mẫu vang số có chất lượng linh kiện đẹp chất thì có lẽ cái dòng vang X12 này nó đứng top 1 luôn. Đó, các bác nhìn này, đẹp như thế này cơ mà. Anh em cứ so sánh nhé, khi mua cái gì cũng thế, phải xoay thật là kỹ vào. Đấy,
trước tiên là anh em phải soi thật là kỹ đấy, xem là nó có giống nhau hay không. Xoay từng ly từng tí một nha, xoay từng ly từng tí một, và rồi xem giá ở đâu tốt nhất thì anh em xúc thôi. Ở đây thì nó chạy cả IC cắm đấy các bác nhá, dòng IC cắm to, dòng GRC và IC cắm nhỏ đây này đấy. Hoa chất luôn các bạn, đẹp lắm các bạn. Đây nguồn đây, em tháo cả ốc cho các bác xem này. Đây là nguồn, dòng này thì nó sử dụng là nguồn cơ nhé các bác nhé. Đó, hai nguồn. Đó, hai nguồn các bác nhé. Đối với con X5, X6, X10 đấy, thì nó đều sử dụng hai nguồn. Dòng X5 thì một nguồn cũng có rất là nhiều. X5 một nguồn cũng có hàng xịn đấy các bác nhé. Nhưng mà X5 giờ nó hàng nhái nhiều quá rồi. Với cái mức giá, mọi người có bác mức giá 3.600.000 để sở hữu một con vang số cao cấp trong cái tầm giá ngon bổ rẻ thì thực sự không có một con vang nào đủ đẳng cấp đấy, ngon bổ rẻ vượt qua dòng vang X12 Pro này các bác nhá. Với mức giá như em bán 3.600.000 thì nó chỉ bằng với lại con vang bãi, thì tội gì các bác phải chơi vang bãi, mà trong khi đấy vang bãi đời thấp hơn và rất hay lỗi. Đó, rất là hay lỗi. Và vấn đề nữa là chế độ bảo hành không có, bảo hành ngắn hạn. Đó, về chất lượng kém hơn, chất lượng kém hơn này, về cái hình thức xấu hơn này. Con này nguyên hộp mà, phụ kiện các thứ đầy đủ, điều khiển điều khiết các thứ, dây cáp kết nối, đĩa, phần mềm phần bụng không thiếu cái gì các bác nhá, đầy đủ cho anh em đấy. Với mức giá này có mua được không? Giá này nói thật các bác là ngon nhất quả đất rồi. Đây số điện thoại của em đây nhé. Khi các bác mua hàng, nếu như các bác gọi là mới, là người mới chơi, chưa biết nhiều thì tốt nhất là các bác nên tìm hiểu kỹ đã. Đấy, so sánh giá cả trên thị trường, tìm hiểu nhiều vào mua cái gì như thế, vang số hay cục đẩy hay loa như thế, anh em cứ so sánh giá đi, cứ bình tĩnh, mua làm gì vội, xem đi đã. Khi nào mà anh em biết được nhiều rồi, kiến thức có rồi thì khi lúc đấy chốt cũng chưa muộn, không điêu mà phải vội các bạn. Rồi, và clip này thì em cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.